Đây là em rể tương lai, em định giới thiệu cho chị đúng không? Em Ủa, anh Khải, anh là người yêu của chị em hả? Chị ơi, em xin lỗi, em không biết đâu. Em không hề biết anh Khải là người yêu của chị đâu. Chị hai, hey, thấy sao, đẹp không? Nhìn cũng được, mà sao vậy? Cũng được vậy là xấu rồi. Vậy thôi em đi thay bộ khác. Ê ê ê, nhỏ kia, qua đây ngồi. Tụi gì vậy? Làm gì trang điểm mặt dày vậy? Rồi hôm nay kẻ chân mày nữa, rồi còn bấm tóc nữa, sao nhìn điệu vậy? Chị này, em lớn rồi, không lẽ chị không tính cho em làm đẹp hả? Thì chị thấy ngộ ngộ thôi, bình thường thấy em ăn mặc thoải mái, đâu có thích chân diện đâu. Sao hôm nay nổi hứng nên thích chân diện vậy ta? Có bộ đúng không? Có đâu mà có, chị cứ nói tào lao không à. Nè, chị lớn tuổi hơn em, kinh nghiệm cũng nhiều hơn em đó. Chị nhìn cái tình trạng này á, là không có giấu được chị đâu nha. Anh ta tên gì? Ở đâu? Nhà số mấy? Địa chỉ? Tên má là gì? Thôi, từ từ rồi chị sẽ biết. Tại vì em chưa muốn công khai bây giờ. Em với anh ấy mới bắt đầu được có mấy tuần à. Trời ơi, ghê bay. Trời ơi, hai ba tuần. Mấy tuần? Bốn không? Lan tháng? Chị mà giấu tôi nha. Giấu tôi mấy tuần nay luôn nha, không cho tôi biết nha. Hư lắm nè. Nè, em còn nhỏ, yêu đương gì cũng phải giữ mình nghe chưa. Dù xảy ra chuyện gì á thì con gái mình là khổ nhất á. Bây giờ nhà chỉ có hai chị em mình thôi à, ba mẹ mất hết rồi, lỡ em có chuyện gì á thì chị sống làm sao đây? Thời buổi bây giờ đâu còn cổ hủ lạc hậu như xưa nữa đâu. Đó, còn đóng cái mỏ nó cãi xưa nữa đi. Nè, con trai á không có ai mà tốt 100% đâu nha. Đôi lúc phải cẩn thận đó, đôi lúc là ở ngoài nó cặp con nào hay nó bên cạnh con nào lúc ai có biết không? Mà em nhớ là lần này phải sớm dẫn cái người đó ra mắt cho chị. Chị sẽ dùng kính chiếu yêu, chị sẽ chiếu cho người đó là chị biết người đó là yêu quái hay là con người liền. Chị hay quá em. Chứ sao? Được rồi, em sẽ sớm dắt em rể về ra mắt chị. Được chưa? Mà chị ơi, sau này chị em mình sẽ cưới cùng một ngày được không? Giống như là trong phim Hàn Quốc vậy đó. Ngày đó sẽ là ngày vui của cả hai chị em mình. Em lại mơ mộng rồi hả? Có mơ mộng gì đâu, em nói thiệt chứ bộ. Chị suy nghĩ đi, chúng ta sẽ làm tiệc cưới ở một bãi biển tông màu trắng nè, chiều hoàng hôn buông xuống. Trời ơi, nó đẹp như trong phim vậy đó. Chị cũng thấy đẹp á. Thay vì bây giờ tụi mình nhất quyết với nhau là sẽ cưới cùng ngày ha, chịu không? Chịu. Em mà chỉ đồ ăn cà thôi nha, em mập lắm rồi đó. Vậy thì chị ăn cà với em đi. Vậy chị cũng mới lên cân. Chị em mình cùng giảm cân. Nếu giảm chứ em ăn gà đi, ăn vô tốt lắm á. Biết rồi. Ăn bò nhiều vô cho bổ máu nè. Chị cũng ăn đi, lo làm việc tối ngày. Bây giờ kìa, ấm tâm, ấm tim. Vậy mới đẹp hơn em được chứ. Đẹp ngay à. Ê, ăn bớt cơm cho chị đi, nhiều quá nè. Ăn cái đùi gà luôn nha. Ăn luôn. Bỏ rau lên ngay. Giống như đồ cúng vậy nè. Trời ơi, rồi làm sao em ăn được. Tao mới thấy bộ mày vô khách sạn nhỏ nào kìa. My, em làm gì ở đây My?
Đây là lý do anh không thể công khai với tôi hả? Không, không phải như em nghĩ đâu My. Còn em, đây là em rể tương lai, em định giới thiệu cho chị đúng không? Em Ủa, anh Khải, anh là người yêu của chị em hả? Chị ơi, em xin lỗi, em không biết đâu. Em không hề biết anh Khải là người yêu của chị đâu. Em không muốn làm chị tổn thương đâu. Anh Khải nói với em là anh Khải còn độc thân mà. Em phải nghe anh nói, cái chuyện này rõ ràng là cô ta kiếp tiếp cận anh chứ không không phải là anh dụ dỗ cô ta cái gì hết. Cấm miệng. Đây là em gái của tôi mà anh còn có thể lên giường được. Tôi hỏi anh còn lòng tự trọng hay không hả? Một lần nữa anh hãy biến khỏi cuộc sống của hai chị em tôi. Biến. Đau mà đã. Chỉ có mấy câu nói đơn giản thôi mà đưa hai chị em lên giường rồi, vậy cũng đáng chứ. Biến hả? Ok. Chán rồi. Bye. Đúng rồi. Chị Hải. Chị Hải giận chưa? Nãy em ổng cản chị á, là cho nó thêm vài đường rồi. Chị Hải nè, em xin lỗi nha. Sau này em nhất định sẽ nghe lời chị. Em có quen ai, yêu ai, em sẽ dẫn về ra mắt chị. Nhớ nghe chưa? Lần sau là nó cãi lời chị đâu á. Em biết rồi, đừng có giận nữa nha. Ừ. Yeah, chị Hai hết giận rồi. Dạ, hai cái toilet đi.